Chào tất cả mọi người, thì hôm nay mình sẽ xem tử vi chọn đời cho một bạn nữ sinh ngày 28 tháng 4 năm 1990 canh ngọ nhé. Thì em thuộc cung ly, mạng lộ bàn thổ hợp với màu vàng. Thì về cuộc sống, tình duyên, gia đạo, công danh, tuổi hạp, tuổi kỷ, lựa chọn vợ chồng, những năm khó khăn, ngày giờ xuất hành thì anh đã gửi riêng cho em rồi ha. Thì anh cũng nói là em có hạn năm 41 tuổi, nếu mà qua được thì em sẽ sống trên 65. Thì những cái gì sau 41 tuổi thì anh đã nói riêng với em rồi, thì anh sẽ không nói trên cái video này nữa, mà anh sẽ nói cái diễn biến của em từ năm 17 cho tới năm 40 tuổi nha, là trước khi hạn lớn xảy ra. Thì cũng tùy nha em, thì sẵn anh gửi video cho mọi người tham khảo luôn. Thì từ năm 17 cho tới 20 tuổi ha, năm 17 tuổi của em thì có nhiều cơ hội tạo lá tiền bạc, nhất là những tháng 3 này, tháng 10 này. Năm 18 tuổi thì hoàn toàn thành công và tài lộc cũng như về tình cảm. Năm 19 tuổi này, năm này có được kết quả tốt về tài chính, nhưng tình cảm thì có nhiều sức mẻ, kỵ tháng 4 và tháng 8. Năm 20 tuổi thì năm này trung bình, cuộc sống không lên cao và cũng không xuống thấp, có triển vọng tốt đẹp về nghề nghiệp cũng như về cuộc đời. Từ năm 21 cho tới năm 25 tuổi này, năm 21 tuổi là có cơ hội phát triển về nghề nghiệp cũng như về cuộc đời. Đó, đúng không em? Năm 22 tuổi là có cơ hội phát triển về nghề nghiệp lẫn tiền bạc. 23 tuổi thì hy vọng có nhiều thắng lợi trong cuộc đời về mọi việc làm ăn cũng như giao dịch về tiền bạc, thâu lợi to. 24 tuổi của em thì khá là tốt. Đấy. Năm 25 tuổi thì trung bình, trừ những tháng 6 và tháng 11 có hơi kỵ nè. Đi xa thì gặp vấn đề, như năm này anh nói đúng không? 25 tuổi em làm ăn xa này không? Năm 26 tuổi là có triển vọng về nghề nghiệp, tiền bạc dễ chịu. 27 tuổi thì được đầy đủ và cuộc sống có phần sung sướng. Năm 28 tuổi thì không được tốt lắm, cuộc sống không tạo được cơ hội về tiền bạc. Năm 29 tuổi thì có phần phát triển về công danh, sự nghiệp được vững chắc, kỳ tháng 3 và tháng 4. Năm 30 tuổi thì năm này là bình thường, không có xảy ra việc gì quan trọng. Năm 31 tuổi là khá là có nhiều điều tốt đẹp và tình duyên hạnh phúc. Đấy, đúng không? Năm này cưới chồng này. Năm 32 tuổi là triển vọng lên cao về nghề nghiệp và cuộc đời này. Đấy, năm 33, 34 tuổi thì có nhiều tốt đẹp nha. Năm 35 tuổi của em thì bình thường. Từ năm 36 tới năm 40 tuổi thì khoảng thời gian này là bổn mạng không được vững nè. Đại kỵ mùa đông, xuân hạ tốt, thu bình thường. Cẩn thận về tiền bạc cũng như về vấn đề con cái nè. Trong khoảng thời gian này thì cuộc sống của em khá là sa sút nha. Rồi năm 41 tuổi bao em có hạn lớn nha. Thì những cái này anh đã nói riêng cho em rồi nha.